Exclusive like no Fabrizio Romano mười một tiếng Bánh will explore. Tôi không nói cái tên đấy, okay? Bánh xe vuông will explore options on the market in the next weeks as he could leave Man United. Bánh xe vuông loves square wheel. Square wheel loves the club and Ten Hag, but he needs to he needs and wants to play regularly next season. Told he'll be ready for pre-season after long injury, okay? Bánh xe vuông ấy sẽ cân nhắc những cái lựa chọn ngoài kia ở trên thị trường trong những tuần tới bởi cậu ta có thể sẽ rời Man United. Ok? Bánh xe vuông rất yêu câu lạc bộ và Eric Ten Hag, nhưng mà cậu ấy cảm thấy là cần phải thi đấu một cách thường xuyên mùa giải sau. Tôi được cho biết đấy là bánh xe vuông ấy sẽ sẵn sàng cho và sẵn sàng và có thể thi đấu được cho pre-season và những buổi đá tua gọi là những buổi chua hay những buổi training trước mùa giải sau một cái đợt chấn thương rất lâu dài ok đấy là bánh xe vuông các bạn biết góc nhìn của tôi là gì ok các bạn theo dõi kênh đủ lâu các bạn biết góc nhìn của tôi là gì về cái đồng chí này ok các bạn biết đấy là lý do vì sao tôi đặt tên là bánh xe vuông tại vì sau 3 năm thì tôi đã đưa ra một cái kết luận ở đây là ông này không đủ giỏi ông ấy vô dụng ông ấy ra sân ông ấy không nắm bắt được cơ hội và trao quá nhiều cơ hội ở trong đội bóng lẫn ở ngoài đội bóng khi mà đá thuê ở everton ok tôi đã nói hết tất cả những cái lý do này rồi tôi không phải là một người à sau một mùa giải mà tôi chửi tôi là mùa giải mà tôi là một mùa giải mà mà người tôi là một người ấy mà sau 3 mùa giải rồi tôi cảm thấy là bây giờ dưới góc nhìn của một fan Man United với một cái tiêu chuẩn rất cao ấy, tôi không thể nào mà kiên nhẫn được nữa. Tôi không thể nào kiên nhẫn được nữa. Và vì thế tôi đã bảo ấy là thôi, khi mà chúng ta vẫn còn 2 năm hợp đồng với cái đồng chí này, chúng ta nên bán đi. Bán đi để còn được tiền. Bán đi để còn được tiền và tốt cho cả hai bên. Sự thật là thế. Tại vì à, chúng ta thực sự không nên dính líu tới nhau nữa. Chúng ta tận thử, chúng ta đã đưa ra cái thí nghiệm này nhưng mà không đủ. Chúng ta thấy đấy, con Zoom tất tình sau 2 năm ấy đá hời hợt như thế và chúng ta thấy ấy, là con du thất tỉnh ấy cái vấn đề ở đây này là cái tinh thần đúng không nhưng mà một cái vấn đề mà cũng chả phải liên quan đến tinh thần đơn giản đơn giản ấy, thể trạng đơn giản là thể trạng cái thể trạng ở đây này của làm sao của những cái cầu thủ như là bánh xe vuông như là con dung thất tình ấy nó quá yếu nó quá kém nó quá giặt dẹo nó quá là thấp bé cho một cái giải EPL như thế này các bạn thấy đấy, Rodri lao vào phát con run thất tình bay. Kevin De Bruyne lao vào phát con thất tình bay. Nhưng rất yếu, không thể tranh chấp được. Bây giờ các bạn nhìn đi cái sự tiến hóa của cái đội Manchester City này này. Trước đây ấy, ở trên podcast của Rio Ferdinand cũng đã chia sẻ rồi. Trước đây ấy, khi mà đối đầu với Man City ấy, ngoài một số cá nhân như là Yaya Torre ra ấy, thì làm sao? Họ cảm thấy là mình có thể lao vào Man City và dùng sự sôi thịt để có thể thắng được City tại vì City đá theo kiểu Tiki Taka mọi người hiểu ý tôi Tiki Taka và vì thế là không thích tranh chấp những cái cầu thủ như là David Silver bé bé con con xoay người rất tốt giữ trụ rất tốt nhưng mà họ bé Sergio Aguero những cái cầu thủ rất bé đúng không nói thẳng luôn là Gabriel Jesus cũng không phải là to Sané không phải là to những cái cầu thủ như này không phải những cái cầu thủ to nhưng mà bây giờ à, bạn nhìn đội hình của Man City à, nó có tất cả. Nó có cái sự khéo léo nhưng mà nó có cái sự to đùng. Kevin De Bruyne này, khá to. Rodri to đùng. Erling Haaland to đùng. Jack Grealish không hề bé một chút nào cả. Mọi người hiểu ý tôi không? Ý tôi ở đây là sao ấy? Là cái sự tiến hóa của bóng đá của Man City ấy, Là bây giờ ấy, là Diaz, Stones, to đùng luôn. Toàn những người to đùng. Và vì thế, để mình có thể lấp được cái khoảng cách đấy, cho tôi hỏi ấy, bánh xe vuông có phải là cái cầu thủ để giúp chúng ta làm được cái điều đấy không? Tôi không bảo là chúng ta phải đem về những cầu thủ to Nhưng mà tôi bảo ấy, nếu như mà chúng ta đem cầu thủ bé Cầu thủ đấy phải giỏi về cái chuyên môn của họ đã Bánh xe vuông hiện tại 3 năm không chứng minh là có thể giỏi về cái chuyên môn đấy Kèm với cái việc ấy là ông này có không to Thì cho tôi hỏi ấy, là chúng ta giữ làm cái gì? Chúng ta giữ một cái cầu thủ đấy làm cái gì? Cho nên cái việc bánh xe vuông đi ấy, là cái sự tàn nhẫn. Có một cái mối quan hệ giữa bánh xe vuông và Eric Ten Hag, chúng ta biết được cái điều đấy. Nhưng mà Eric Ten Hag cũng đã hiểu rồi thôi. Là từ Ajax ấy, mà sang EPL ấy nó khác. Không thể nào làm sao? Không thể nào mà níu kéo và không thể nào mà bám lấy được cái quá khứ một cái quá khứ huy hoàng ấy mà thực sự Eric Ten Hag đã làm được trong Champions League và ở Ajax nhưng mà không thể nào mà duy trì được cái kiểu đấy ở EPL ở EPL thì quý vị và các bạn ấy là sao là cái sự sôi thịt và phải khỏe và phải khéo vừa khỏe vừa khéo rất khó rất khó bạn bé mà bạn có không khéo nữa thì bạn sẽ bị nuốt chửng bạn bé mà bạn còn thiếu tinh thần nữa bạn sẽ bị nuốt chửng tôi đang nhắc đến bánh xe vuông tôi đang nhắc đến con dùng thất tình đây là những cái cầu thủ ấy ít nhất đấy là Scott McTominay ấy, tư duy kém nhưng mà có cái sự sôi thịt, sự trâu. Những cái lần đấy mà bóng làm sao, bóng được phất lên, rơi vào midfield, tôi cảm thấy Scott McTominay vẫn có thể lao lên mà cạnh tranh được. Lao lên mà đánh đầu khuếch bóng được, đúng không? Tất nhiên là Scott có những cái hạn chế của Scott. Nhưng mà một cái giải EPL như thế này đây, cho một cái cầu thủ ấy mà 3 năm rồi không nắm bắt được cơ hội. Cho một cái cầu thủ ấy mà được đi đá thuê 6 tháng ở Everton cũng không thể hiện được cái gì, cũng ngồi dự bị. thì tôi nói thật đấy là chúng ta chả có việc gì mà phải làm sao, mà phải trao thêm cơ hội cho cái cầu thủ này nữa. cái lý do duy nhất mà các bạn thương cầu thủ này như tôi đã chia sẻ rồi thôi, có lẽ là do ngoại hình, có lẽ là do, do những cái gì mà bạn thấy được ngoài sân cỏ. bạn này có người yêu, bạn này cưới, bạn này có con, lập gia đình, trắng trẻo thư sinh, vân 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 vân, thì có lẽ là các bạn có cái cảm tình thôi. Nhưng mà tôi bỏ ngoài lề hết tất cả mấy cái đấy mà tôi phân tích bóng đá ở đây Tại vì tôi đặt cái lợi ích của câu lạc bộ lên trên đầu. Và cái lợi ích của câu lạc bộ trên đầu ấy thì cho tôi thấy là làm sao? Bánh xe vuông không phải là cầu thủ MU. Và cái việc bánh xe vuông chính thức lộ tin như thế này đây này để một người như là Fabrizio Romano ấy có tin exclusive là độc quyền ấy để bảo trong những cái tuần tới ấy, là bánh xe vuông sẽ cân nhắc tất cả những cái thị, cái 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 làm sao những cái option ở trên market đấy ở trong thị trường ấy điều này là một cách ấy, để bánh xe vuông đang nói với cả thị trường biết là có ai đến mua tôi được không tại vì tôi không còn muốn ở man united nữa sự thật là thế tôi không còn muốn ở man united nữa tôi đang đưa tin ra một cách công khai như này đây nếu như có ai ngoài kia một câu lạc bộ nào khác ngoài kia muốn một cầu thủ như tôi hãy lên tiếng và hãy tiếp cận man united và chúng tôi sẵn sàng sẵn sàng làm sao sẵn sàng đàm phán Ok. Thì đây là bánh xe vuông và những cái tin mới nhất xoay quanh bánh xe vuông.